chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam với những nội dung chính như sau. Năm giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ 35 bài tập thể dục buổi sáng, 5 giờ 40 giai điệu bolero, 6 giờ thông tin ngày mới, 6 giờ 30 bản tin tài chính thị trường, 6 giờ 35 bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân, 6 giờ 40 chuyên mục thế trận lòng dân, 6 giờ 55 bản tin miền Trung Tây Nguyên và tin quốc tế, 7 giờ Trang Địa Phương huyện Quế Sơn, 7 giờ 15 phim truyện cuộc chiến thừa kế tập 17, 8 giờ game show quê mình xứ Quảng, xã Đại Lãnh huyện Đại Lộc, 9 giờ 30 xây dựng nông thôn mới, 9 giờ 45 bài tròi về bảo hiểm xã hội tự nguyện, 10 giờ 25 phim truyện vòng xoáy số phận phần 1 tập 6, 11 giờ 15 thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, 11 giờ 35 phim truyện cuộc chiến thừa kế tập 18, 12 giờ 25 phim truyện dốc sương mù tập 24, 13 giờ 10 tạp chí văn hóa thế giới, 13 giờ 25 ca nhạc tiếng hát bên dòng sông, 13 giờ 45 bạn có biết gọi ốc trộn, 14 giờ thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, 14 giờ 15 ca nhạc, 14 giờ 25 phim hoạt hình Bonnie bé nhỏ tình bạn diệu kỳ tập 4, 14 giờ 45 chuyên mục thế trận lòng dân, 15 giờ liên hoan hát ru, hát dân ca cấp tỉnh lần thứ 3 và trình diễn áo dài truyền thống trang phục dân tộc năm 2022, 16 giờ 30 giai điệu tuổi thơ bài hát yêu thích, 16 giờ 50 ca nhạc, 17 giờ phim truyện ánh đèn nơi thành thị tập 13, 17 giờ 45 mỗi xã một sản phẩm, 18 giờ cải cách hành chính, 18 giờ 10 phòng chống các bệnh lý về mắt, 18 giờ 30 thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, 19 giờ thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 40 thông báo quảng cáo, 19 giờ 45 chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, 20 giờ sâm ngọc linh sân Việt Nam, 20 giờ 5 phim truyện dốc sương mù tập 25, 20 giờ 50 phim truyện vòng xoáy số phận phần 1 tập 7, 21 giờ 35 tạp chí văn hóa thế giới, 21 giờ 50 bản tin miền Trung Tây Nguyên và tin quốc tế, 22 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 22 giờ 10 giai điệu bolero, 22 giờ 30 phim tài liệu hành trình đổi mới sáng tạo tập 6. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình.